Vâng, bạch thầy, em có muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là tại sao khí công lại có cái tác dụng chữa bệnh, với lại khí công là gì nữa ạ? Đấy. Về cái định nghĩa của khí công ấy thì có rất là nhiều khái niệm sách vở đưa ra, nhưng mà thầy chỉ đơn giản là một cái định nghĩa mà do chính bản thân thầy trải nghiệm thôi, cái định nghĩa từ trong chính cái sự tập luyện của mình mà ra thôi. Khí công ấy, chúng ta hiểu nó là một cái công phu luyện khí, và hiểu một cách đơn giản là những cái động tác dưỡng sinh giúp mình đưa khí vào trong cơ thể của chúng ta, giúp nạp khí từ thiên nhiên đất trời vào nuôi dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Nó là một cái công pháp dưỡng sinh thôi. Dưỡng là nuôi dưỡng, sinh là sự sống, nuôi dưỡng sự sống của cơ thể chúng ta. Chúng ta muốn sống được, chúng ta phải có sự vận động. Không ai nằm im một chỗ, không ai ngồi im một chỗ mà có thể khỏe mạnh được. Chúng ta phải vận động. Và trong nhiều phương pháp vận động thể dục thể thao thì khí công là một cái phương pháp vận động nó rất là hay, nó rất là sâu sắc và liên quan đến trực tiếp hai nguồn sống của cơ thể chúng ta là nguồn khí và nguồn huyết. Ai có khí huyết tốt thì người đấy có sức khỏe tốt. Ai khí huyết nó tắc nghẽn, tắc khí ở đâu thì nó bệnh tật ở đấy. Ví dụ như em đang bị bệnh đại tràng hạn thì là khí đại tràng nó không đủ, người em cảm thấy nó hơi bị lạnh vùng đại tràng đấy, thì là nó thiếu cái hơi ấm, thiếu huyết vào thì nó dễ bị đau bụng, dễ bị đau đại tràng. Thì đấy, thì những cái vấn đề khí công hiểu một cách đơn giản là một cái phương pháp nó dưỡng sinh, giúp tăng cường sức khỏe, chữa bệnh cho mình. Và phương pháp này nó không phải bây giờ mới có, nó có lịch sử hơn 5.000 năm, từ Trung Quốc cổ đại, Việt Nam cổ đại là các cụ ta ngày xưa là đều đã tập khí công rồi. Khí công đi cùng với Đông y mà. Đấy, trước Tây y rất là lâu nhá, Tây y mới 100-200 năm ở về đây mới phát triển. Còn mấy nghìn năm trước là chúng ta đã có khí công để chữa bệnh rồi. Đấy, thầy đã giải quyết xong cái câu hỏi đầu tiên của em, giải đáp xong khí công là gì. Đến cái câu hỏi thứ hai này, vì sao khí công lại có lợi ích lớn về sức khỏe và chữa bệnh như vậy? Thì bởi vì tác động của nó rất là sâu. Nếu mà em bị bệnh rồi em tập thể dục thì vẫn là tốt cho sức khỏe của em. Em tập bóng đá, bóng chuyền gì cũng được. Nhưng mà những cái vận động đấy nó sẽ thiên về mặt gân cơ xương, gân cơ khớp hơn. Còn nếu em muốn đi sâu vào hệ thống bên trong, đi sâu vào lục phủ ngũ tạng của cơ thể của em ấy, thì chúng ta phải dùng những bộ môn khí công. Đấy, khí công. Tại sao những cái động tác nó luôn luôn nó mềm mại này? Bởi vì nhu, nhu nó mới dẫn khí dẫn huyết. Còn ví dụ em gồng lên một cái thì nó sẽ vào cơ ngay. Và khi vào cơ thì cũng rất là tốt cho cơ. Nhưng mà nếu em gồng lâu ấy mà em không có nhu ấy, nó sẽ tắc khí đấy. Đấy. Còn ví dụ bên môn thầy là động tác nó rất là nhẹ nhàng này. Đấy, những cái xoắn tay của thầy thì xoắn một tí thôi. À, chúng ta thấy tay nó rung lên bật bật này. Thầy dẫn khí huyết nó rất là nhanh. Ngón tay nó sẽ hồng hào lên. Đó. Thì em phải tập cái khí công này, nó dẫn khí dẫn huyết vào thì người nó luôn luôn nó tươi vui, nó khỏe mạnh và nó luôn luôn nó phấn chấn tinh thần. Với những trường hợp bệnh nặng rồi thì thầy luôn luôn ngoài 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 cho dùng thuốc đông y của thầy, thầy luôn luôn phải bảo mọi người phải tập khí công nữa. Thuốc tốt đến mấy mà em không không có hệ thống khí huyết, em không dẫn được thuốc thì nó cũng không có tác dụng. Em phải tập khí công kết hợp uống thuốc nếu có bệnh. Và một điều cuối cùng là chính Hoa Đà, một vị thần y, một ông tổ của ngành châm cứu, trước khi châm cứu cho bệnh nhân cũng khuyên bệnh nhân nên tập bài khí công ngũ cẩm ý, mắt trước động tác của năm con vật. Bởi vì ngài biết rằng là khí huyết phải thông thì châm cứu nó mới thông được, cho uống thuốc thì nó mới vào được. Đấy. Thì em đã hiểu được cái ngọn nguồn cái khái niệm khí công và những lợi ích vì sao nó chữa bệnh tốt như thế. Em đã hiểu được chưa? À vâng, sau khi nghe thầy giải thích thì em đã nắm rõ được những cái băn khoăn ở trong lòng em. Em rất cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn Hoàng. Vâng.